Chào mừng bạn đã quay trở lại với Trần Minh Hoàng Official Trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách thức làm như thế nào để tối đa hóa cái hiệu suất công việc của mình lên Thực ra à, Hoàng nói những người thành công và kể cả những cái người mà hiệu suất kém á, thì cũng đều chỉ có 24 giờ một ngày thôi Tại sao người khác có thể làm được nhiều việc như vậy trong khi tại sao bạn à, người một tự cho mình là à, vẫn bộn bề công việc mình làm rất nhiều rất nhiều trong vòng ngày đó nhưng mà tại sao công việc của mình nó không chạy chẳng có cái gì hoàn thành cả thì hôm nay hoàng sẽ cho bạn câu trả lời là vì sao bạn bận rộn mà công việc nó không chạy thì cái đối tượng đầu tiên á đốt thời gian của mình nhiều nhất đó là facebook mạng xã hội cái điện thoại di động đây này, này đấy cho nên là đầu tiên á là bạn phải xem thử ơi đặt cho mình cái, cái lịch lên mạng xã hội thì để làm gì và một ngày mình sẽ lên mấy lần lên làm việc gì và lên trong bao lâu đừng có ngồi lướt facebook hoài đừng có uh, uh, câu like rồi đừng đừng có like dạo á thì nó tốn của mình nhiều thời gian lắm mà không được việc gì đâu bạn nè à. giờ hãy nghĩ coi 10 năm 20 năm nữa nếu cho mình quay lại cái thời điểm này liệu mình có làm những việc như vậy không hay là mình sẽ dùng thời gian đó để mình làm những cái việc tuyệt vời hơn Gặp gỡ bố mẹ, gặp gỡ những người thân, gặp gỡ anh em bạn bè Chơi những trò chơi vui vẻ Hay là mình cứ ngồi mình mình xem like như vậy Vì mình không có gì làm Ok, thì đầu tiên là hãy giảm cái thời lượng social của bạn xuống Sống sống thật lên, đừng sống hẹo, sống hảo ý thôi Rồi cái việc thứ hai, cái điều thứ hai mà làm ngốn thời gian của bạn Việc này rất là quan trọng, đây là cái Một cái hành động trong công ty trong cái môi trường làm việc của bạn hoàng hoàng gọi cái này là uh, trong công việc của, của bạn ấy, có một cái hiện tượng nó gọi là sự lười biếng trong sự bận rộn lười biếng trong sự bận rộn có nghĩa là suốt ngày bạn ngồi bạn chuẩn bị uh, giấy tờ bạn đi qua đi lại bạn ngồi bạn viết uh, hợp đồng bạn làm lung tung hết các kiểu nhưng mà không có công việc nào xong cả tại sao bởi vì bạn làm những việc không quan trọng không quan trọng Giống như là à, uh, thay vì phải gặp khách hàng, bạn lại uh, đi qua đi lại, bạn sắp xếp hồ sơ khách hàng rồi bạn lên trên mạng, bạn tìm kiếm thông tin. Thực ra những việc đó không quan trọng lắm, quan trọng là việc phải gặp khách hàng nha. Ha? Thì nói chung là bạn trốn tránh những cái công việc mình phải làm và thay vào đó làm những công việc không hiệu quả thì trong 80% công 100% công việc bạn làm chỉ có 20% là công việc sẽ đem lại 80% kết quả cho nên là một cách để làm việc hiệu quả là bạn phải liệt kê ra trong ngày đó danh sách 6 việc mà mình cần phải hoàn tất 6 việc quan trọng nhất mà mình cần phải hoàn tất và bằng mọi giá làm 6 công việc này trước trước khi làm tất cả những công việc còn lại và tập cho mình cái thói quen đó thì dần dần bạn sẽ trở nên thành một cái người rất là hiệu suất hiệu suất cực kỳ cao bạn làm được tất cả những cái điều quan trọng trong cuộc sống của mình và dần dần bạn tập được cái thói quen là mình sẽ bỏ qua hoặc mình sẽ nhờ người khác làm giúp những công việc không quan trọng lắm à, hoặc là mình mình bỏ nó đi luôn những công việc mà chẳng có ý nghĩa gì cả hoặc là mình sắp xếp để mình làm sau thì khi đó những công việc chính nhất quan trọng nhất đối với công việc của bạn cuộc sống của bạn nó sẽ chạy và nó sẽ cho bạn nhiều thứ tuyệt vời rồi đó là một cái kỹ thuật, nhớ nhá, kỹ thuật này cực kỳ quan trọng Hoàng sẽ nói về cái ảnh hưởng của cái việc lập kế hoạch và hoàn thành kế hoạch Trong một cái video lần sau, à, sau này không biết là bao giờ <laughs> Thì Hoàng sẽ làm cái video đó Rồi nói tiếp đến cái phần hiệu suất thì Môi trường làm việc của bạn á, bàn làm việc của bạn Ít thứ thôi Nếu như mà bạn xác định là à, hôm nay mình sẽ đọc sách chẳng hạn Để một cuốn trên bàn thôi có bây giờ bạn trong vòng một ngày bạn đọc hết năm cuốn một lúc không? nếu như vậy thì bạn nên để năm cuốn nếu không để một cuốn thôi hoặc là nếu như mà hồ sơ khách hàng hay là uh, hợp đồng nếu như mà trong ngày đấy xử lý ba cái để anh bàn ba cái nếu một cái thì để anh bàn một cái thôi còn những thứ còn lại không liên quan nó cất hết đi nhét vào học bàn hoặc đem đi đâu đó cất đi uh, bút uh, cái nào cần thì để anh đấy cái nào không cần thì cất bớt nói chung là bàn làm việc của bạn cực kỳ tinh gọn cực kỳ nhanh chóng hiệu quả thì hiệu suất công việc của bạn nó sẽ tăng cao chứ nếu như mà bạn để cho cái môi trường làm việc của mình á lúc nào nó cũng rối bù nhùi lúc nào nó cũng lộn xộn hết cả thì đầu óc của mình nó sẽ bị hỗn loạn nó có một cái nguyên tắc như vậy cứ cái gì là nó làm bù nhùi là lần là, là mình sẽ phát sinh cái suy nghĩ là à mình phải dọn dẹp cái đó nhưng mà mình vẫn chưa dọn được bây giờ chưa có thời gian thế là cứ mỗi lần đi qua đi lại đi qua đi lại rồi cái suy nghĩ nó nó tạo thành một cái sự khó chịu dai dẳng nhưng mà nó không giải quyết được thì nó làm cho đầu óc của mình nó 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 khó chịu hơn, nó nó không sáng suốt nữa. Thì đấy. Bạn làm việc thì phải tinh gọn. Rồi ok. Trong cái lúc mà bạn làm việc á, điện thoại tắt đi. Để chế độ rung rồi sau khi mà làm xong á thì hãy nghe thì trong những cái video là là đầu tiên đó, tôi đã nói với bạn về cái kỹ thuật Pomodoro thì hãy làm việc áp dụng kỹ thuật Pomodoro uh, làm việc 25 phút, nghỉ 5 phút. Trong vòng 5 phút đấy thì mình có thể ngủ ngắn hoặc là mình tập những bài thể dục để tăng cường cái uh, gọi là sự tập trung và sức khỏe và năng lượng của mình lên, duy trì năng lượng cả ngày. Đấy thì khi mà tắt hết, tắt hết những cái thiết bị như là điện thoại hay là gì đó và chỉ dành ra một khoảng thời gian trong ngày có thể là vào buổi uh, gần trưa 11 giờ hoặc là vào buổi chiều khoảng 3 4 giờ gì đấy để trả lời những cái cuộc gọi đến và tập cái thói quen đó thì dần dần cái hiệu suất công việc của mình nó sẽ tăng lên. Và đồng thời á uh, tôi biết là có thể là bạn là nhân viên và ở trong công ty của mình thì sếp hay có cái thói quen đó là hở cái là gọi mình tới hở cái là gọi mình tới hở cái là chọt vô việc của mình thì bạn hãy thẳng thắn và thương lượng với sếp của mình dạ thưa sếp em có những cái thời gian làm việc như thế này như thế này thì nếu như mà sếp muốn gặp em chúng ta sẽ gặp nhau thảo luận vào lúc bảy tám giờ sáng gì đấy hoặc bạn bạn tự định ra cái giờ đấy và mọi người sẽ thảo luận hết cái giờ thảo luận đấy thì thôi tập trung vào làm việc rồi cái nếu tiếp nếu muốn thảo luận nữa thì vào ngày mai hoặc là qua email hoặc là gì đấy để bạn xử lý sau thì làm như vậy thì dần dần cái hiệu suất của công việc của mình sẽ tăng lên hãy đảm bảo với sếp dạ em làm như thế này là vì vì lợi ích của công ty thì em muốn tăng cái hiệu suất công việc của mình lên nữa chứ em không thể nào tập trung trong tình trạng mà lúc nào cũng bị quấy rầy được thế thì chắc chắn là không có một người sếp nào là sẽ không đồng ý với cái ý tưởng này đâu chắc chắn là sếp của bạn sẽ rất vui và sẽ chấp nhận ok thì à, à, đó là những cái mẹo mà để mình tăng hiệu suất công việc của mình lên thực chất á là người những người mà à đúng rồi còn một cái nữa còn một cái nữa đó là tập trung giờ nào việc nấy có nghĩa là có thể nhé cùng một lúc bạn có thể chạy ba bốn dự án cực kỳ quan trọng rồi bạn sẽ thường bị vướng vào cái tình huống như này giống như bạn đang làm cái việc này nhưng mà đầu óc bạn lại lo nghĩ về cái chuyện đi gặp khách hàng buổi chiều trời ơi cái đây đây là một đối tác quan trọng rồi không biết mình sẽ phải làm như thế nào đây không biết là à, cuộc gặp này có thành công hay không quên đi bạn làm cái việc gì á bạn tập trung vào cái việc đó thôi một trăm phần trăm quên hết những cái việc khác đi và để luyện cái sự tập trung này thì uh, một là bạn cố hết sức hai là bạn có thể tập tập thiền hoặc là yoga gì đấy hoàng hoàng cũng không biết là <laughs> hoàng thì tập thiền và yoga thì thì hoàng thấy hai cái thứ đó rất là hiệu quả giúp cho mình tăng khả năng tập trung và bỏ hết những cái thứ khác xuống chỉ tập trung vào một công việc thôi bạn sẽ có thời gian để lo lắng cho cái dự án khác vào một lúc khác nhưng mà ngay lúc này bạn phải tập trung hoàn thiện xử lý xong cái công việc này đi đã nếu không đến cái lúc thời gian mà buổi chiều khi mà bạn gặp khách hàng bạn sẽ lại phải nghĩ về cái dự án buổi sáng ơi sáng nay mình làm chưa hiệu quả lắm công việc nó chưa xong rồi rồi nói chung là nếu như mà bạn không luyện được cái cách làm việc tập trung á thì mọi thứ nó bắt đầu nó rối rắm và lúc lúc ở đây bạn nghĩ về việc này lúc ở kia thì đáng lý phải tập trung làm việc này bạn lại nghĩ về việc kia thì cuối cùng cả cuộc đời của bạn nó sẽ thành một mớ hổ lốn mà nó không hiệu quả chút nào thì ok tập trung tập trung tập trung ok cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi rồi tôi chúc bạn là sẽ làm được tất cả mọi việc một cách tập trung và nhanh nhất thì người thành công và hiệu quả thì cũng chỉ có 24 giờ giống như bạn thôi thì cách tốt nhất để học được cái 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 hiệu quả đấy là mình nên đi gặp những cái người thành công và hiệu quả và hỏi họ coi cách người ta đã làm như thế nào rồi rồi mình bắt trước chứ trong video thì nói nhiều khi nó cũng chưa chưa cụ thể lắm bạn chưa chưa học được đâu thì ok thì chúc bạn sẽ áp dụng thành công những cái điều mà hoàng đã chia sẻ rồi nếu như mà bạn thấy cái video này có giá trị thì hãy chia sẻ cho bạn bè của mình cùng học và hãy subscribe đăng ký cái kênh Trần Minh Hoàng Official để nhận được những cái video hướng dẫn mới nhất về internet marketing, phát triển bản thân, bán hàng và ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Bye bye.